Dạ, em tên là Thảo. Em năm nay 38 tuổi. Em thì quê gốc ở Quảng Bình. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở đây ạ. Thảo làm công việc gì? Dạ, em làm bên giảng viên phun xăm ạ. Ở quận mấy? Dạ, lúc trước thì em làm ở bên quận 1. Nhưng mà hiện tại thì em cũng mới nghỉ đang... Ủa, Thảo làm gì Thảo? Giảng viên. Dạ, giảng viên phun xăm ạ, anh Quyền Linh. À, mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và các bạn xem đài và trường quay. Em Nguyễn Trung Việt, sinh năm 84, đang làm ở Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Làm gì? Làm bên nhôm kính. Hả? Nhôm kính. À, nhôm kính, cửa nhôm kính này kia đó hả? Rồi, mời nhà gái cho tôi biết ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, khuyết điểm của em là nhát ở trước đông người ạ. Mình làm giảng viên mà mình nhát trước đông người. Dạ đúng rồi. Em dạy thì thường là một lớp nhiều khi cũng 20-30 bạn á, nhưng mà gặp những người dạ đúng rồi, dạ đúng chuyên môn thì mình không có sao. Nhưng mà gặp như là quay chương trình này thì em bị run. Và với lại cũng kiểu như là hay bị mít ướt á, là hay dễ bị xúc động. Dạ. Còn ưu điểm của em thì như là cũng biết quan tâm, nhất là gia đình, với lại cũng biết nấu ăn ạ. Nhà gái của chúng tôi như vậy đó ạ. Mời nhà trai. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm em thì có thể tự lập, mình làm sao mình có thể lo được này nọ, ăn uống hay là chăm sóc sức khỏe này nọ của mình. Nhiều khi con em nhậu có những hút thuốc này nọ, vậy thôi. Có nhậu thuốc nữa, khuyết điểm ha? Dạ. Rồi, mình đường tình duyên mình sao? Dạ, em có vợ nay thôi gần 3 năm. Lấy vợ được, ở vợ được mấy năm? Ở vợ được gần 1 năm. Gần 1 năm thôi? Dạ. Có con chưa? Chưa. Lý do sao chia tay vậy em? Trước thì cưới vợ trễ, cũng người lớn mai mối này nọ rồi, cũng chưa có lâu rồi. Sau này thấy cũng được rồi, cưới nhưng sao về không hợp rồi chia tay. Mời nhà gái. Đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ em ly hôn 10 năm rồi ạ. Em có con? Em có một bé trai 14 tuổi. Bây giờ là bé ở với ai? Dạ bé ở với lại ông bà nội với ba. À hả. Hai bên đều có gia đình hết. Bên kia có đứa con mà ở với ba rồi ha. Vậy thì hai mình là có thể thoải mái, tự do, không có ràng buộc gì hết. Mình giấy tờ ly hôn xong hết chưa các bạn? Dạ rồi ạ. Rồi em trai? Em xong hết rồi. Xong hết rồi. Bây giờ em muốn tìm một người yêu thế nào? Một người bình thường, giống như là hiền, biết lễ phép với ông bà cha mẹ, với đừng có ràng buộc quá, kịp kiểm tra này quá. Không cho người ta kiểm tra luôn. Có vừa thôi. Mà mình có minh bạch không? Có. Minh bạch là được. Minh bạch là người ta không kiểm tra đâu. Rồi đó là mong muốn của anh. Còn cô gái của chúng ta thì thế nào nè? Dạ em thì mong muốn kiếm một người không có gia trưởng, lại có công việc làm ổn định, với lại biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Mình có hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ giống như anh Quỳnh Linh. Khó có lắm. Nhiều lắm á, bạn phát hiện ra thôi. Nhiều người giống Quỳnh Linh lắm á. Rồi chào em gái. Dạ. Ủa, em chào anh. Dễ thương quá. Thật ra thì dạng như anh Quỳnh Linh á, nhiều lắm. Nhưng mà có cái điều mình không phát hiện ra thôi. Dạ. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ phát hiện ra này cao hơn Quỳnh Linh không? Trai hơn nè, trẻ hơn nè, đúng không? Nhưng mà hơi hiền đúng không? Dạ. Quá. Bỏ thuốc uống rượu được không? Giảm từ từ. Bỏ luôn được thì tốt anh ha, tại vì nó không có tốt cho sức khỏe đâu. Hôm nay em đi với ai? Em đi với người em rể. Em rể. Rồi chào em trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, và dạ, nhà gái và khán giả trong trường quay. Em tên là Đoàn Nhân Hậu, là em rể của anh Thanh Việt. Đến đây cũng muốn là anh Việt sẽ kiếm được một người vợ. Thấy cô này sao? Em cảm thấy chị này hiền. Nói chuyện chững chạc, chung cũng hợp với anh lắm á anh Việt. Em muốn anh này kia bấm nút. Cảm ơn anh. Còn cô gái của chúng ta đi với ai? Dạ em đi với gì vậy? Em với em gái. Dạ chào gì? Chị thế sao gì? Chào chú Quỳnh Minh, chào cô Ngọc Lan, chào bên đằng trai và chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là dì của Thảo, thì lên đây là một cái duyên rồi, thì cố gắng hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi cảm ơn dì. Rồi chúng ta sẽ cho hai bạn gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi việc.
Chào em, anh có món quà tặng. Cảm ơn. Em muốn quà tặng anh. Thôi bây giờ mình ngồi đối diện nói chuyện đi. Là hiện tại anh đang sinh sống ở đâu ạ? Giờ anh đang làm ở Hóc Môn, thành phố. Dạ. Nhà anh thì ở dưới Long An. Nhà là ở Long An. Dạ. Hóc Môn là ở khúc nào anh? Môn ở ngay Đông Thạnh, gần chợ Đông Thạnh. Em ở gần đây à? Em ở Tân Bình. Tân Bình. Dạ. Tân Bình lên Hóc Môn gần đấy. Dạ. Ừ. Em ở đường Cộng Hòa, Tân Bình. Ừ. Rồi cảm nhận các bạn gặp nhau thế nào, nói cho nhau nghe đi. Anh gặp em, anh thấy em sao ạ? Thì đầu tiên thấy em nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, cũng hiền, dễ thương, chóc dáng cũng cao, xinh quá. Nãy em nghe không rõ là anh có hút thuốc hay là với lại... Đúng rồi, có hút thuốc. Cái đó mình có bỏ được không? Đó em thì em được. không thích. Hút thuốc thì bỏ được, còn như nhậu thì lâu lâu đám tiệc thì mình dùng ít được. Yeah. Rồi bây giờ tương lai thì sao? Em trai hỏi đi, khoảng bao lâu mình bước tới được? Thì em thấy như nếu mà mình quen nhau thì thời gian nó bao lâu thì có thể tiến tới được. Cái này thì để mình tìm hiểu coi thấy là nếu mà được thì cũng tùy theo lúc đó nữa, nếu mà tìm hiểu được. Em cái này em cũng không có dám hứa là bao lâu, tại vì em cũng đã từng gãy gánh rồi và 10 năm nay em cũng không quen ai hết. Nên em cũng rất là sợ mình phải tìm hiểu cho kỹ. Em cũng không có muốn là bị gãy gánh thêm một lần nữa. Vậy thì á, là em hãy nói cho nhà gái biết á, em đã chuẩn bị cho gì cho cuộc hôn nhân này rồi. Hả? Dạ. Đó, em lấy vợ về ở đâu? Định hướng thử xem. Thì giờ để hỏi vợ, như vợ bây giờ là lập nghiệp ở đây luôn hay là về quê ở? Dạ, nếu cái công việc của em thì ở đây thì nó sẽ tốt hơn. Em cũng sống trước giờ ở trong đây à, nó cũng quen rồi, nhưng mà em cũng chưa biết, em cũng chưa có suy nghĩ là mình sẽ đi về một tỉnh nào hết. Cái đó là em chưa có suy nghĩ tới, thì cũng chưa có biết được. Nếu mà một người nào đó mà thấy ok được, em cảm nhận được á, thì lúc đó có thể là mình suy nghĩ lại, tính lại. Nếu muốn lập nghiệp đây thì như anh làm trên đây cũng được, chứ đâu có gì khó đâu. Nhưng ở đây á, là bây giờ nhà cửa làm sao? Anh có chuẩn bị gì, đất đai nhà cửa gì chưa? Em có nền nhà ở Đồng Nai, nhưng mà không, sau này không ở thì sau này bán về đây mình mua chỗ nào mà xa xa rẻ rẻ, từ từ mình gom tiền mua thêm. Đồng Nai là ở đâu? Đồng Nai, Nhân Trạch, Đồng Nai. À, được đó. Nhân Trạch thì sắp sửa bắt cái cầu qua rồi. Thật ra ở Nhân Trạch khi bắt cầu thì đi qua lại rất là nhanh luôn. Vậy là cũng có chuẩn bị hết rồi. Rồi bây giờ là lấy vợ về có phải làm dâu làm gì không hay là sao không? Giờ mình làm được ở đâu mình ở đó luôn chứ không cần phải làm dâu. Mà em hỏi bên kia có ghen không? Em có ghen nhiều không em? Dạ, nói chung thì nếu mà đã yêu thì sẽ có ghen ạ. Nhưng mà em nghĩ là sẽ lớn là cũng có kiểm soát được. Chứ em đã nghĩ một khi mà đã yêu là sẽ có ghen. Anh sợ kiểm soát lắm á. Anh này là anh sợ nhất là kiểm soát. Điện thoại sao? Có cho anh ta kiểm soát không? Được, thôi thì coi thoải mái. Đâu có gì đâu. Em nghĩ nếu mà mình không có gì hết thì không sao. Bây giờ mình trong sạch thì đâu có ai kiểm tra, hay là không có gì mờ ám thì em nghĩ rằng là không ai kiểm soát vậy anh. Còn tiền bạc sao? Kinh tế ai giữ? Thì làm thì tiền gửi vợ giữ thì nọ ấy, mình chỉ giữ ít, mình xài đổ xăng này nọ đi tới lui thôi chứ giữ nhiều cũng xài hết. Rồi cái chỗ bước đó tới. Chi tiết đó là được đó nghe. Bước tới nắm tay cô gái đi. Đó. Lạnh quá. Anh cảm nhận về cô gái này như thế nào khi mà anh đã nắm tay cô gái ấy? Thấy cũng nhìn cảm giác hiền với cũng chân thành. Thấy cũng thích. Nếu được em làm vợ thì sau này anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em, để em không khổ như những thời gian nào đó. Rồi chuyện con cái. Con cái em sanh một hai đứa. Này anh có bé nào chưa? Chưa. Dạ. Thì nếu mà tiến tới được thì một bé hai bé gì cũng được ạ. Tại em cũng lớn và em chỉ sợ là mình có sanh được nữa hay không thôi. Thì tới đó đi, một đứa hai đứa gì cũng được. Dạ. Rồi bây giờ mình hát một bài để mình tỏ tình với cô gái đi, cho mình đỡ run nữa. Rồi em hát không được, nhát lắm chị. Vậy giờ cô gái, mình hát một bài cho chàng trai đỡ run. Em mà còn run hơn á. Bây giờ mình lấy kim ra mình xăm cho chàng trai. Dạ cái đó được.
Dạ cái đó được, làm một tặng một được ạ. Rồi em trai, em thấy cô gái làm phun xăm vậy á, mình có hỗ trợ gì được em gái không? Có thích cái nghề đó không? Không thì nghề thật thì cũng bình thường thôi, đâu gì đâu. Nhiều người yêu nghề thật mà, mình làm giống như là cái yêu nghề cũng có tiền nữa mà. Em là làm về phun xăm chân mày, xăm môi hay dạ, là... Dạ đúng rồi nhỉ. Mày môi á chị. Dạ. Về em coi môi ảnh nó xăm được không? Dạ được ạ. Rồi thôi hai bạn về ghế đi cái nào. Bữa nào anh ghé anh phun xăm môi. Dạ nếu mà anh Quỳnh Linh xăm thì cho em sẽ khuyến mãi. Một tặng một. Xăm môi dưới tặng môi trên á. Dạ không, anh Quỳnh Linh thì chắc là em tặng má hồng mà không thì lông mày vậy đó cũng được. Vậy đó hả? Dạ. Xăm má hồng đúng không? Đường Lan. Được nha. Lúc nào má cũng ửng ửng đỏ ta tưởng xỉn đó. Rồi. Bây giờ thì hai bạn để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta đưa ra quyết định nha. Ngọc Lan sẽ đếm và sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan hai anh chị sẽ đưa ra quyết định của mình ha. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ. Tại sao vậy em? Dạ tại vì em thấy cũng em cũng có nhiều điểm em chưa có ưng lắm. Là chưa hút có thuốc. Hợp nhau dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Hút thuốc, thấy chưa? Hút thuốc không có tốt rồi đó. Giờ muốn kiếm vợ bỏ thuốc trước cái đi. Yeah. Nhiều chàng trai trên đây cũng vì hút thuốc mà mất bồ đó. Em thì nhậu thì có thể được nhưng mà hút thuốc thì em không thích lắm. Mình tên là Thành Long, sinh năm 1996. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc của mình là nhân viên văn phòng. Thành Long, tên đẹp ha. Thành Long, làm công việc gì, văn phòng mà làm gì Thành Long? Điều phối và đặt hàng thiết bị. Làm ở Long Thành luôn hả? Em làm tại Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai, nhà Thành Long ở đâu? Nhà em ở Biên Hòa Đồng Nai luôn. Em ở với ai? Em ở với bố mẹ, với em trai. À. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ em chào chị Ngọc Lan, con chào chú Quyền Linh. Rồi dạ rồi. Con chào quý khán giả đang ngồi xem ở dưới và con chào khán giả đang xem qua màn ảnh ạ. Dạ con tên là Huỳnh Hoàng Mai Nhi, năm nay con 25 tuổi, con là giáo viên và con đến từ Bình Dương. Dạy cấp mấy? Dạ dạy cấp 3. Ở Bình Dương là mình ở với ai? Dạ em ở với lại gia đình em. Dạ hả? Là quê Bình Dương luôn? Dạ quê ở Bình Dương luôn. Đó thì Bình Dương qua Đồng Nai gần không Thành Long? Cũng gần. Là cũng gần đúng không? Trời sao hiền dữ trời. Ít giao tiếp hơn sao nhát dữ vậy. Long có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền biết chơi môn thể thao. Môn gì? Cầu lông với đạp xe. Cầu lông đạp xe rồi gì nữa? Thế rồi anh. Còn điểm yếu là gì? Điểm yếu là hơi nhút nhát. Quá nhát luôn. Nói nhỏ nữa đúng không? Chắc ít đi giao tiếp ngoài lắm hả? Không. Nhiều bạn không? Dạ, nhiều anh. Nhiều bồ không? Cũng ít. Cũng ít. Không biết luôn. Thôi được rồi. Dạ con chào chú Huyền Linh. Con. Dạ. Cô bên đây lanh lại, anh bên đây anh hiền khô ngồi cục kìa đó. Bù trừ cho nhau. Đúng rồi. Bây giờ nhà gái nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi nào. À, dạ thưa chị Ngọc Lan, là điểm mạnh của em là em là một người vui vẻ, hòa đồng. Em thích tham gia các hoạt động của xã hội, chẳng hạn như là những cái hoạt động mà làm tình nguyện ạ. Còn về điểm yếu của em thì em có một cái nhược điểm là đến bây giờ thì em vẫn chưa dám một mình lái xe máy ra ngoài đường ạ. Rồi đi dạy đi bằng gì? Dạ nhà chở em tới trường ạ. Trời ơi. Chở 12 năm học, chở đến 4 năm đại học nữa, rồi giờ chở đi làm nữa chứ trời. Đúng không? Rồi mai mốt cái chồng phải chở nữa. Mình phải cố gắng tập đi. Dạ. Thật ra mình không biết lái xe là mình thụ động lắm, nhiều khi bực mình lắm. Không có người khác lái mình khó chịu lắm. Dạ. Không chỉ có học lái xe máy, mình học lái ô tô luôn. Theo chú là vậy đó. Dạ. À, gì thấy cô giáo cũng được rồi đó, chỉ còn cái lái xe nữa thôi. Dạ. Rồi giờ mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ từ trước giờ là em chưa có một mối tình nào hết đó chị Ngọc Lan. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Lo học không hà, học xong rồi đi dạy trẻ. Mình có mấy mối tình này Long? Dạ em có một mối tình, em quen nhau được 3 tháng. Quen dài quá. Quen nhau mình có nói yêu cô ấy không? Dạ có. Rồi sao cô ấy có yêu mình lại không? Cũng có. Rồi sao chia tay? Tại không hợp tính cách với lại có người thứ ba xen vào. Ai? Dạ người ấy bên kia. Người ấy bên kia? Là con... Ai mà kỳ vậy? Con trai xen vào hay con gái xen vào? Cái gì vậy? Có vụ ra. Con trai xen vào. À vậy hả? À. Mà quen 3 tháng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nắm tay chưa? Dạ rồi chị. Có hôn chưa? Dạ chưa hôn.
tại chưa hung người ta đó nên người ta mới chia tay đó. Bên kia người ta tấn công cái người ta hung liền, đúng không? Chết rồi, vậy sao đi cua con gái được trời? Ông ngồi kìa. Ờ ngồi thoải mái lên coi Long hả, cũng chơi thể thao lắm chứ, mạnh dạn xíu ơi. Bây giờ là nói cho chị Ngọc Lan biết mình muốn tìm người yêu nào để coi chú qua coi bên đây cô giáo giống như ý của con không nha. Muốn tìm người yêu vui như chị, muốn tìm người yêu vui như chị. Muốn tìm người yêu giống như chị hả? Dạ. Chị dữ lắm đó. Dữ nhưng mà không sao hết, em chịu được. Em chịu được không? Chị dữ lắm, chị hay la lắm đó. Dạ em chịu được chị. Vậy hả? Dạ. Cô gái bên kia không có dữ bằng chị. Cô gái bên đây cười tươi hơn chị Ngọc Lan luôn. Cam mét năm, công việc làm ổn định. Ổn định rồi. Làm giáo viên được không? Dạ cũng được chị. Ừ. Cô bên đây cái gì cũng được hết trơn á. Chị cũng không biết lái xe thôi. Long có thể lái xe chở cô này đi được không? Dạ được anh. Chở thở mệt không? Thở có mệt không? Sao thấy thở như vậy? Không chị. Đang rung hả? Không rung chị. Không rung hả? Làm như nó được ba mẹ ép lên đây rồi sao? Ngồi sợ như vậy. Ai đăng ký lên đây? Em tự đăng ký. Em tự đăng ký hả? Dạ. Hơi thở ổn định không? Có chị. Rồi nhát. An tâm về mặt sức khỏe rồi. Bây giờ con nghe thấy cảm giác anh mình nói sao? Dạ là một người nhút nhát và hiền lành. Dạ. Hiền lành lắm. Hiền lành. Dạ. Còn mình á, mình muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Con muốn có một người chồng là nhất là không có gia trưởng ạ, à, một người đàn ông không hút thuốc ạ. À. Dạ, lại một người vui vẻ, hiền lành, biết quan tâm lo lắng cho gia đình ạ. À. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ em không chị. Rồi, ngon lành. Dễ gì, nhìn mặt là không biết hút thuốc, không biết nhậu luôn rồi đó. Cô giáo có cái hình mẫu nào lý tưởng của mình không? Con chỉ muốn bạn nam bên đây là cao 1m65 á chị. Rồi, dạ. 1m65 hơn. À, dạ, vậy là được rồi ạ. Chứ em cũng không có đặt ra cho mình một tiêu chuẩn quá cao đâu ạ. Dạ. Bây giờ mình hỏi người thân đi, cô giáo đi với ai? À, dạ thì hôm nay đến với chương trình ngày hôm nay thì em đi với lại bà Năm, bà Bảy với lại cô ạ. Dạ. Dạ. Bà Năm, bà Bảy luôn ha. Dạ. Chào các bà. Dạ, có thiếu bà Tám thôi. Rồi xin mời gia đình chúng ta có ý kiến thế nào? Thì hôm nay cũng là một cái nhân duyên của cháu. Thì thấy bên Nam thì thấy cũng dễ thương. Thì có nhút nhát thì có nhút nhát, nhưng mà giờ cái mặt cũng hiền lành. Thì thôi cái này là cũng như là cái duyên đi, trước mắt thì gặp nhau, kế nữa là phải tìm hiểu. Dạ. Rồi, nói chung là bên này cũng thích. Cảm ơn bà Năm. Bà Bảy thấy sao bà Bảy? Đối với bà Bảy thấy hai đứa nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà do hai đứa nó tìm hiểu. Dạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba má và em trai ạ. Rồi, có ba má với em trai luôn. MC Quỳnh Linh Ngọc Lan ạ. Dạ. Xin chào nhà gái ạ. Xin chào khán giả trường quay ạ. Dạ chào. Con chào. Chú là ba của cháu Long. Long thì đặc biệt là nhất là hiền. Rất hiền, ít nói chung là rất nhạt gái. Cho nó nhát hết luôn á. Rất nhạt gái, không có dám Long quen với bạn gái đâu. Nói chung là quá trình đi học, đi làm cũng vậy. Gái hầu như rất ít bạn gái. Không được lánh le những người khác đâu. Bởi vì anh hiền thì bao giờ cũng là chậm. Riêng đối với cháu gái á, thì nhìn chung về cháu gái thì cũng thấy cũng hiền lành, cũng dễ thương, cũng nhanh nhẹn. Thì bây giờ là nói chung là đến đây là cũng là một cái duyên. Tuy hai đứa mà nếu thấy mà có thể mà đến với nhau được thì nhận nụ hẹn hò thì là quen. Sau này nếu mà được thì hai gia đình đi lại ha. Mình cưới liền không? Nếu được cưới liền không? Mẹ kìa có mẹ. Nói chung là không có cưới liền, nhưng mà nói chung là trong vòng khoảng năm. Thế nếu mà được thì hai cháu ấy thì tổ chức thôi. Quan trọng là ở hai cháu. Thế còn gia đình thì lúc nào cũng sẵn sàng. Thấy cái vụ này là cô giáo chủ động giùm tôi cái nha. Dạ. Chứ cậu bên kia cũng nhát thiệt luôn á. Dạ. Chúng nó muốn cái gì là cứ hỏi hết cứ nha hỏi cô giáo nha. Dạ. Rồi. Bây giờ là thời khắc quan trọng cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Đứng lên, nói lớn lên nha, đứng lên. Đi tới. Anh có món quà tặng em. À dạ em cảm ơn anh, dạ em có món quà nhỏ gửi cho anh. Dạ em cảm ơn. Mình mở quà coi bạn gái tặng mình gì. Mút dán quá rồi. Đó, đeo qua vừa bụng không? Dạ vừa anh. Dạ vừa. Vừa đúng không? Dạ. Vừa. Hợp rồi ha. Dạ. Trời ơi vậy ngon rồi. Tối nay đeo gì địch ngủ nha. Rồi cô gái chủ động nào. Dạ lần đầu anh gặp em thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Anh thấy em dễ thương, hiền, là nhanh nhẹn. Lần đầu em gặp anh thì thấy có ấn tượng gì về anh?
Em thấy anh là người hiền lành ạ. Dạ, nhút nhát. Dạ. Nếu như mình quen nhau thì em muốn hẹn hò như thế nào? Dạ, em nghĩ là hẹn hò vào ngày cuối tuần ạ. Dạ, tại vì là ngày cuối tuần thì mình sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn ạ. Anh cũng vậy. Tao không biết lái xe đó, có qua chở anh không? Được anh. Long, tao không biết lái xe đó, nói anh sẽ qua chở em được không? Anh qua chở em đi được không? Dạ được ạ, dạ. Vậy thì chừng nào anh em có thể cho anh bước tới? Dạ thì trong quá trình mà tìm hiểu, nếu như mà mình hợp thì em nghĩ là khoảng 1 đến 2 năm. Em có về làm dâu được không? Dạ em nghĩ là được ạ. Làm dâu làm gì, nói người ta trước coi được không, người ta chịu không? Em về chăm sóc cho gia đình. Về làm dâu rồi rủ vợ của em rồi có mâu thuẫn với ba mẹ thì mình sẽ bên ai? Dạ em sẽ bên vợ trước. Bên vợ trước. Bên vợ trước hả trời? Dữ chưa? Ai nói người ta hiền được? Bên vợ lỡ ba mẹ giận sao? Ba mẹ giận thì từ từ cũng nguôi giận chị ạ. Phải biết ba mẹ thương đó. Thành ra để thôi kệ, ba mẹ giận thì giận bên vợ trước. Rồi thế nào ba mẹ cũng nguôi ngoai đúng không? Mình phải tìm hiểu coi ai lỗi này kia không? Mình phân tích từ từ thôi chứ bên vợ nhiều, bên vợ quá ba mẹ cũng giận á. Rồi bây giờ đó mình hỏi với bạn gái coi, về thích để con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Sau này nếu đến xa hơn thì em thích mấy đứa con? Dạ từ 1 đến 2 bé ạ. Trai hay gái? Trước cái nào cũng được hết anh. Anh thì anh thích có 1-2 đứa con, trai hay gái gì đều được. Giờ quan trọng là lấy vợ xong rồi tiền ai giữ? Tiền thì em đưa cho vợ giữ và em giữ lại một phần để tiêu xài cá nhân. Giữ lại một phần là bao nhiêu? Dạ khoảng 20%. Thôi rồi. Nhiều quá vậy? Thôi được rồi. Bớt lại được không? Dạ không chị. Sao vậy? Sao không được? Sao mà giữ chi cả 20%? Tính làm quỷ đen hay gì? Dạ Thôi nói hồi nó lên đang xong bây giờ đó. Đây, nắm tay đây. Dạ. Nhìn thẳng cô gái coi, em thấy cô gái này sao? Em thấy bạn ấy dễ thương. Dễ thương hả? Chưa nhìn luôn á. Chưa thấy nhìn luôn á. Em thấy bạn ấy dễ thương, đẹp. Có hát bài tặng cô ấy không? Dạ, em không biết hát anh. Em đi làm từ sáng đến chiều tối hả? Ở cơ quan tối mới về hả? Dạ, đúng rồi em. À. Rồi thí dụ đi vừa, bây giờ có vợ về rồi tới cơ quan gặp cô nào của cô em rồi em chịu không? Dạ không anh. Sao vậy? Em chỉ có duy nhất một cái đó là vợ của em thôi. Của cô đó đẹp hơn vợ em sao? Cũng không luôn à. Dứt khoát là chỉ về với vợ thôi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bây giờ là ví dụ cô này chưa làm vợ của em, chỉ mới là người yêu thôi. Rồi có mối khác ngon hơn rồi sao? Em cũng vẫn không thay đổi chị. Chắc lắm rồi. Bây giờ có chuẩn bị tiền đám cưới chưa? Em có chuẩn bị miếng đất rồi. Có đất rồi hả? Đất của mình mua hay là ba mẹ cho? Đất của mình mua. Rồi có tiền cất nhà chưa? Tiền cất nhà thì có một ít rồi. Đó, ngon lành. Ba mẹ có cho thêm không? Em hỏi đi, hỏi. Kìa, ba mẹ kìa. Hỏi. Bây giờ con lấy ba mẹ cho con tiền không? Dạ. Rồi được rồi. Rồi về về vị trí thế nào? Rồi Long để tay vô đây. Tôi giáo đưa tay đây. Giỏi lắm á, làm có tiền mua đất luôn rồi đó. Nãy giờ hai bạn đã trao đổi với nhau cũng khá nhiều rồi, cũng đã hiểu một chút nào đó về nhau rồi. Phần còn lại là quyết định ở hai bạn. Chúng tôi không quyết định thay được. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ về những lời chúng ta đã tâm sự với nhau, về cái cảm giác khi mà chúng ta nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, xem đó có phải là một nửa yêu thương mà mình đang đi tìm hay không. Nếu có chúng ta hãy bấm nút, còn nếu không thì chúng ta không bấm nút. Và khi bấm nút thì hai bạn phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha. Chị Ngọc Lan sẽ đếm 1, 2, 3. Hết thời gian. Em cố bấm. Chị chờ. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi đó. Nắm thế này là Long. Đó. Thấy chưa? Đó. Vui không? Dạ vui anh. Đó giờ chưa hôn gái lần nào đúng không? Chưa. Đây là nụ hôn đầu tiên.
ra sao thì có sao mình nói vậy thôi, có biết hát thì hát, biết nhảy thì cứ nhảy. À, tình trường của mình có bao nhiêu mối tình thì cứ kể, ở đây không phải là soi mói cái gì hết, nhưng mà nói ra để biết được là ừ rồi sao mình chia tay, rồi để biết ở đây thì ban biên tập sẽ né ra, không có ghép những cái người mà như vậy cho mình ha. Rồi tiếp theo đó là mẫu hình tượng của mình là cái gì, mẫu người của mình ra sao, mô tả chi tiết càng tốt đó. Rồi thôi mời Phước trước ha, rồi em giới thiệu về bản thân em rồi ưu điểm nhược điểm của em, tình trường như thế nào với chị nha. Rồi mời em. Ừ. Rồi, hai mối tình nhỏ thôi. Trước khi nói mối tình nè, nói cho chị nghe là em đang làm công việc gì, quê quán của em ở đâu? Em đang làm công việc của em trước đây là em muốn làm nhiều công việc lắm. Em làm được nhà hàng xong rồi đến bán hàng xong rồi đến làm resort ở bên Nhật, xong rồi trở về vào đây làm. Là em đi hợp tác lao động ở Nhật hả? Dạ đúng rồi. Còn bây giờ em sau khi là em về đây là em tốt nghiệp đại học xong là em đang có một cái thời gian đó là tìm người phù hợp với mình hơn, tại vì em muốn chú trọng đó hơn. Xong rồi cái công việc tên cá của em là hiện tại là đang làm rap, còn em đang được lên nếu mà em là rap là em là rapper hả? Dạ không phải là rap, là chạy rap chứ mà là rapper. Chạy rap kha hay là chạy rap bay? Chạy rap bay. Thì em đang định xin việc đó là xin xe ô tô, thì đang trong thời gian xin việc. Là em học sửa xe ô tô hả? Không, xe ô tô là xe ô tô hả? Ừ, là đang trong thời gian xin việc làm xe ô tô. Rồi. Thì hiện tại là em đang ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, ở gần Ion Tân Phú. Thì là quê quán thì em ở Sài Gòn, cái gốc của em là ở Hà Nội. Nhưng mà em sinh ra và lớn lên sinh ra ở đây, ba mẹ em cũng ở đây luôn, ông bà em thì chỉ ở đây mấy năm. Tại ngày xưa em hợp tác lao động ở Nhật là mấy năm? Em hợp tác lao động là 6 tháng. Đi nhanh vậy? Tại vì chị thấy hợp tác lao động là thường là 3 năm, 5 năm không ạ? Tại vì lúc em đi thì bị dịch đó cho nên em bay về. Rồi về ưu điểm nhược điểm của em là gì? Điểm mạnh điểm yếu của em á, tài lẻ của em là gì? Thì điểm mạnh của em là kiểu em là người tình cảm. Thương người yêu, thương vợ em ạ. Thì em nếu mà em có tìm được người đó thì em sẽ trở thành tình cảm của mình. Tại vì em đã tìm hiểu được hai bạn đó, cũng như là tình người như vậy. Tài lẻ của em thì em đã nói tài lẻ của em thì em biết đánh đàn piano, rồi biết tiếng Nhật, đánh đàn piano. Rồi còn gì nữa? Tài lẻ. Hát hò gì được không? Hát thì em hát bộ đống gì vậy? Hát bộ đống là hát gì sao? Hát tôi nghe thử coi đống cỡ nào. Ở đây không có cần hát hay đâu, ở đây chủ yếu là chỉ cần vui. Và ví dụ bạn gái hát mình thì mình đáp lại tặng bạn gái. Nếu như vậy thì em có thể chuẩn bị một cái bài hát trước được. Tại vì bây giờ em có chưa có thể chuẩn bị bài hát nào trước thì lúc đó là em chuẩn bị, còn bây giờ chị không cần em chuẩn bị gì hết á. Chủ yếu 1-2 câu thôi, mấy anh cũng chuẩn bị giúp em ha. Bài nào cũng được hết á, 1 câu 2 câu cũng được. Để thể hiện tài lẻ của mình với lại tài năng của mình thôi. Để sự mạnh dạn của mình như thế nào. Điện thoại kế bên, chị cho xem. Rồi, hoặc là nói với chị mấy câu tiếng Nhật đi. Hát bài nào tiếng Nhật được không? 1 vài câu tiếng Nhật được không? Hát tiếng Nhật này. Không cần hát, nói vài câu tiếng Nhật thử rồi. Mà con đi chung qua mà
Rửa chén này nọ.
sống với ba mẹ hay sinh sống một mình? Dạ em sinh sống với mẹ. Ừ. Rồi ba mẹ làm hết cho mình luôn cái gì? Dạ. Dạ không, em cũng có làm. Ừ. Rồi. Nhược điểm gì nữa? Kể nghe coi. Nhược điểm. Sao thấy tự tin về bản thân mình quá nè? Tự tin là sao? Nè, chị ghi là chỉ cao 1m6 nè, em ghi trong hồ sơ nè. À, đúng rồi, tại vì hồi trước đây là em có cao các bạn, em cứ em gọi là em dũng cảm bước ra nói chuyện với mọi người, thì đó là em sẽ khóc rồi đó vậy đó, thì em sẽ bị chặt lùn mà. Ủa vậy thì ông đi chọn mấy cái bạn mà lùn hơn mình đi để quen, rồi chọn mấy cái bạn cao hơn mình đi để đi chơi. Thôi đừng có xạo, phải thấy nè, thấy thích con gái đẹp nè. Rồi cái chơi người ta lùn nên ta nên hả, thích con gái cao đúng không? Không có được chị không à. Thật thà đi. Hay lắm. Chơi game là chơi game gì vậy? Chị hỏi. Nói chung là em thích gái cao nhưng mà người ta đó, chơi game là game gì, em đang chơi game gì, một ngày dành bao nhiêu thời gian? Game hồi nhỏ chị ạ. Ừ, sở thích chơi game mà game hồi nhỏ là sao? Là hồi nhỏ là em chơi lương game gì mới chơi đó. Ừ, rồi kể nghe hai mối tình coi, nghe gì hai mối tình nhưng rất ngắn nè. Dạ đúng rồi, là em có tìm một kiểu của bạn là ở dưới đó em, thì vô tình gặp đó là mối thứ nhất của em hả? Dạ. Mối thứ mấy của em? Đó là mối thứ hai, mối thứ nhất. Ừ. Mối thứ nhất thì sao? À, mối thứ nhất thì em kiểu như em... Quen bao lâu? Dạ, em quen khoảng 2 tháng chị. Lý do vì sao chia tay? Dạ, tại vì lúc đó em, lúc em lên Nhật đó chị. Em thì em thấy lúc mà trước đó thì em... Là hai bạn ở bên Nhật luôn? Không, trước đó cơ là em có quen, nhưng sao mà em có đi Nhật. Thì bắt đầu nhất định, lúc đó là chị xa. Không bắt đầu gặp dịch nữa, không có gặp được nhau, xong rồi dịch nữa là xa nữa. Nên là... Chị tay luôn. Sao lại nó có kiểu như là gặp được người khác hợp hơn đối với mình hoặc là bạn nữ gặp được người khác. Dạ, đúng rồi. Rồi, bạn nữ nói gì thì đúng không? Còn... dạ. Còn cái tình mối tình thứ hai của em đó là em gặp nhau thường xuyên. Thì bắt đầu là yêu nhau hơn 1 tháng. Thì bắt đầu bạn đó dẫn em về gặp ba mẹ. Thì khi ba mẹ xong đó thì ba nó khóc. Ba nó khóc là không muốn gả con đi á. Là bạn nó thương mẹ. Bạn đó ở đâu? Bạn đó ở gần được khoảng Long An á chị. Long An với lại ở đây thôi mà không khóc gì mà không muốn gả con đi. Còn mốt lỡ gặp cái ai mà xa xa cái gả con đi chắc hả? Khóc mấy ngày mấy đêm đó. Em không biết là bạn ba... Là em có thấy ba khóc không hay sao? Dạ đúng rồi, xong rồi bạn khóc ở trong phòng thôi. Bạn là em đang ở đâu? À, em ở ngay chỗ cộng đồng chị. Ừ. Là Việt Công Băng chi nhánh gì? Thủ Đức chị. À, nó ghi là Việt Công Băng chi nhánh Thủ Đức luôn. Dạ. Địa chỉ gì chị? Địa chỉ cái ngân hàng đó chị. Ừ. 50A Đặng Văn Bia chị. Là em làm ở trên quận nhất là lâu chưa? Dạ lâu rồi, vì em làm được gần 1 năm hơn chị. Ừ. Một năm hơn, sau đó thì em về chị cái gần. Ừ. Dạ. Rồi, gia đình em là cũng ở Thủ Đức luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi thu nhập của em hàng tháng thì như thế nào? Dạ, làm em là 12 triệu một tháng. Rồi là đang sinh sống với ba mẹ hay là sinh sống với ba mẹ? Ừ, sinh sống với ba mẹ luôn. Rồi có phụ giúp gì không? Có phụ hơi như phụ nhà gì. Ừ. Dạ. Rồi đi làm gì có đưa không? Dạ chưa, tại vì tháng này á là mẹ em bảo là mình có cách tiền. Tôi hỏi mấy tháng trước rồi tôi đâu hỏi tháng này đâu. À, mấy tháng trước đó thì cũng có đưa nhưng mà mẹ em bảo là không thể giữ đó để tiền không cứ vợ gì. Ừ. Rồi để dành đi rồi kể tôi nghe coi. Dạ hiện tại thì em để em được khoảng 20 triệu. 20 triệu sao có vợ không? Dạ, ý là trong năm nay là được. Trong năm nay là được. Ủa ông làm
trên kia một năm rồi.